hai người quen nhau bao lâu thì chính thức mới là đám cưới? Khoảng hơn một năm. Mới 3 tháng à, đã hỏi cưới em rồi. Ủa lý do? Em không biết nữa, chứ sợ mất em sao. Ai biểu đẹp làm chi? Lúc đó thì thông thường em á, nói là đàn ông mà nói không có làm được. Cái em nói thẳng với vợ em mà, anh nói được là anh làm được. Thì lúc đó anh nói xin cưới em. Đúng khoảng qua khoảng một tuần sau thì nhà em qua hỏi nói chuyện rồi này nọ. Xong rồi tới Tết qua cái hẹn ngày đám cưới. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cặp vợ chồng thứ hai. Ôi cô dâu nhìn rực rỡ, long lanh lóng lánh như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, và đi bên cạnh một chàng hoàng tử rất khôi ngô tuấn tú. Ô hay, công chúa và hoàng tử tên gì, khai mau. Em tên là Đào Thị Ngọc Hạnh, năm nay em 30 tuổi, hiện là em là giáo viên mầm non. Còn em? Em là Võ Minh Hùng, đang làm quản lý ở nhà hàng, năm nay 26 tuổi. Là trẻ, trẻ. Đúng rồi, rất chắc trẻ. Là cô giáo mầm non cho nên nhìn em không có ai biết cái điều đó chứ. Thế thì cơ duyên nào mà em trai gặp Hạnh vậy? Tại nhà em với nhà bà xã gần lắm anh, cỡ 100 mà 100 bước chân á. Lúc đó thất tình, hay nhậu. Cái nhà bà xã thì bán tập quá, cái gọi điện bà xã đem bia. Cái thấy cô gái nào mà ngon ngon mà dễ thương quá ta. Ngon ngon dễ thương. Mà ngon nhất chỗ nào? Nhoi. Nhoi lắm chị. Nhoi hả? Nhoi. Nhoi hay nhon? Nhoi. Là bà này mới nhoi 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 nhoi, mới nhoi như dòi vậy hả? Hay sao? Lạnh chanh nhoi nhoi á anh. Ủa bộ em lúc em đưa bia là em vừa nhảy chân sáo hay sao mà chồng em nói em nhoi, chị chưa hình dung được nữa. Dạ cái chắc là lúc em chạy xe cái em nhảy cái phọt xuống cái em đem bia vô là chắc em nhoi. Rồi cái ấn tượng của em là về vợ em nó là nhoi. Vậy thì em ấn tượng như thế nào về cái anh bạn này? Dạ em không ấn tượng gì đó. Ai không để ý thì để ý. Thì đó là cũng như là mấy bạn á về nhà em tập múa thì thấy ông xã em đang uống cà phê. Thì em nghĩ là chắc có ai đang nhìn mình, mình cũng chảnh, xấu mình chảnh. Dạ để ý mà mình làm chảnh nữa. Thế xong rồi cái thì lúc em đi làm thì cũng có cuộc gọi điện thoại. Em mở ra thì thấy là số cũng đẹp. Chắc cái này cũng ngon à. Dạ cái xong mày thì nói là thì gần nhà gì đó, hôm bữa thấy tập múa gì đó. Xong mày cái cũng tinh xính làm quen thì cũng đi gặp mặt giao lưu. Cái xong em mới gọi điện cho ông xã nói alo đi karaoke không. Cái ảnh mới nói ừ đi. Cái xong mày ba đứa bạn em đi với ảnh, cái ca xong hết rồi cái hả lúc trả tiền. Cái xong mày ra nói nhỏ với em. Nói nhỏ gì? Anh quên đem bắt tiền. Rồi lúc đó có bắt tiền chị. Có mấy chục ngàn túi à. Dạ cái đi karaoke hết mấy trăm ngàn. Cái xong nói là giờ không có đủ tiền, giờ thôi em trả phụ đi. Mấy đứa bạn em á giờ thôi mình hùng tiền là trả đi chứ giờ đâu có tiền đâu. Đó là quê lần thứ nhất. Cái xong mày cái em bực mình. Trời ơi quen bạn gái mà không có tiền. Cái xong mày liên lạc em tiếp. Cái lúc đó tặng em cái nhẫn, bỏ cái hộp đẹp lắm. Em tưởng là nhẫn bạc thiệt, em đem vô khoe trong trường với mấy chị á. Nè có người tặng nhẫn thấy chưa, đẹp không? Trời ai cũng khen quá trời, nhẫn đẹp quá. Cái xong mày cái em đeo được mấy tuần, nó bắt đầu cái ngứa. Tên thôi, nó tên thôi. Hỏi ông này đi sai, ông nói đi lý do gì ông mua nhẫn bạc thiệt. Bị dụ chị. Ai dụ? Bán hàng dụ. Thiệt không? Thiệt, đưa ra nguyên cái hộp đè cái hộp đó em thấy không thích, cái em tính đi chỗ khác, cái nói ê quay lại cái đưa ra một cái hộp mà có một cái nhẫn một à. Nói này bà làm với em ngon lắm. Trăm rưỡi à. Trăm rưỡi. Rồi tặng thì thấy cũng đẹp cũng ngon, hộp đẹp rồi này nọ cái mua về cái tặng. Nhưng mà em đâu có biết là đó là đồ giả đúng không? Không tới chừng khi nào đến khi ngứa rồi mới phát hiện. Rồi báo lại á thì lúc đó em sao, em có quê không? Quê với chị. Nó phải mua đồ về bù tặng bù. Tặng bù hả? Tặng gì à? Thích gấu bông lắm, mua nhà gấu bông bự bự rồi 5-6 con vậy á. Trời ơi tôi tưởng ông mua cái nhẫn vàng ông bù lợi cho mua gấu bông. Mua gấu bông tặng. Nhẫn vàng là đám cưới tự để dành tiền, tự mua nhẫn rồi tặng chứ không có mà phải nhờ gia đình gì hết. Thôi vậy. Anh nói nghe nè, lúc quen nhau á em có phát hiện được ông này nhỏ nghe 4 tuổi. Dạ không, không hề luôn, tại lúc đó cũng bự con nè, mặt cũng dài dài đó, em đâu có nghĩ là nhỏ tuổi đâu. Dạ. Rồi sao lúc cái xong mày cái thì lúc đó là cái mới rủ em đi karaoke lại, cũng có hai người bạn của ảnh. Em dẫn thêm hai người bạn cũ đi nữa. Cái xong mày ngồi nói chuyện thì cái mới hỏi Hùng tên gì đó, tuổi gì đó. Rồi xong mày cái bạn em nói ủa
mày biết nhiêu tuổi không mà mày quen? Đâu biết đâu. Nói trời vậy hả, biết nhiêu tuổi không, nhỏ hơn mày 4 tuổi luôn đó. Wow. Nói trời vậy hả. Thế xong rồi buổi tối nó về em nói là thôi giờ không có quen nữa, thôi chia tay đi, nhỏ tuổi quá à. Dạ sao hồn em phải thuyết phục mà dẫn chứng nhiều lắm, giống như ở nhà em á truyền thống bà ngoại em á thì lớn tuổi hơn ngoại em. Rồi mẹ em cũng lớn tuổi hơn ba em. Bây giờ là em tiếp nối luôn. Nhưng mà lúc đó em quen cũng không có để ý tuổi tác gì hết. Em không biết đúng không? Em không biết. Không biết luôn. Vậy là cái duyên rồi, trời tính rồi. Sao cả nha. Nhưng mà rồi lúc em thuyết phục như vậy thì cô này có đồng ý quen tiếp tục không? Nói dữ lắm, xong rồi người ta cũng nói vô nói ra, cái em muốn nói cứ nghĩ đi, người ta bằng tuổi anh hay là lớn tuổi hơn anh chút xíu có làm ra tiền được như anh bây giờ hay không, giống như giờ anh làm về cũng đưa tiền cho em rồi. Lúc mà chưa cưới cũng đưa tiền để sau này mua nhẫn để phụ vô tiệm cưới. Hai người quen nhau bao lâu thì chính thức mới là đám cưới? Hơn 1 năm. Mới 3 tháng à, đã hỏi cưới em rồi. Ủa lý do? Em không biết nữa, chắc sợ mất em hay sao. Hai đứa đẹp làm chi. Lúc đó thì thông thường em á, nói là đàn ông mà nói không có làm được. Cái em nói thẳng như vậy em mà, anh nói được là anh làm được. Thì lúc đó anh nói xin cưới em. Đúng khoảng qua khoảng 1 tuần sau thì nhà em qua hỏi nói chuyện này nọ. Xong rồi tới Tết qua cái hẹn ngày đám cưới. Gia đình hai bên là không vấn đề gì hết, coi như thuận thảo hết. Thì đúng không? Dạ. Rồi, anh nói nghe nè. Thế thì bây giờ các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rưỡi anh. Vậy thì từ lúc yêu cho đến lúc cưới như vậy có sớm không? Em thì thấy không sớm, tại vì em cũng nói chung là trải qua cũng nhiều cuộc tình rồi. Nên khi mà thất tình cái cũng gặp được vợ cái thôi lỡ rồi, vớt luôn. Vậy thì trong 3 năm ở với nhau em có vỡ mộng gì ở cái cô vợ lớn mình 4 tuổi không? Có với anh. Lúc đầu vợ cũng nấu cơm rồi làm hết mọi thứ luôn. Cái khi mà đám cưới về cứ sanh nạnh việc này việc nào, anh phải làm cái này, anh phải làm cái kia phụ em. Cái tính em đã đi làm về 11 giờ đêm rồi, mấy bữa sau phải nghỉ tới trưa đi làm, nghỉ ngơi chút xíu, bắt làm này làm kia làm thôi, không làm gì hết đó, tự làm đi. Rồi gây không? Nói chung là gây nhỏ nhỏ thôi, không có gây vậy đó. Thôi đó mà biểu là vỡ mộng á hả? Còn tại gì nữa không? Vỡ mộng là phải một cái gì nó dễ sợ lắm chứ, còn cái đó là bình thường. Tại vì cặp nào vậy mà lần đó là có một lần mà gây lộn cũng lớn lắm. Em đi nhậu về hơi trễ giờ chút xíu, cái về em cứ xà xà lại em cười giỡn giỡn á, vợ cũng tức lắm, đạp đánh em 2-3 cái vô dây nè. Cái em lại mẩm con, vợ em lại giật giành con lại, nói mày giá con lại cho tao. Trước khi em cưới vợ á, em nói với vợ rồi, giận gì giận, anh em đàng hoàng, mày tao là không được. Không được. Cái lúc đó cái em nói xong nghe thì không có đó, tức lắm, tao cũng đang nhậu, cũng nhậu vô khoảng 7-8 lon rồi. Cái ẩm con, tôi ẩm con về bà nội. Xong vô gom đồ hết, xong cái vừa gom đồ ra cái giả bộ xỉu. Ủa? Giả bộ xỉu là em xỉu thiệt hay giả bộ? Dạ không có, lúc đó là cũng gây lộn lớn lắm thì em cũng mệt quá nên mình nằm xả lai ra vậy đó. Chứ mình cũng nằm vậy cho ông đỡ mình lên để cho xong. Xác rồi... định được là xỉu có ý thức đó phải không? Dạ. Rồi có đỡ lên không? Dạ có chứ. Dạ. Dễ gì không? Dạ. Làm một cái bạch là coi như hết hồn liền đúng không? Không, em thấy ngưng em đỡ rồi. Vừa mới đang đỡ cái ở nhà mấy anh vợ đi ngang qua thấy, tưởng em quýnh vợ. Trời ơi, chửi em rồi quýnh, rồi tính rồi quýnh em luôn. Cái vợ em thấy vậy, tỉnh vậy. tỉnh liền mình không á. Cái lại nói em vợ em giả bộ. Anh không có quýnh em. Rồi lúc đó mấy ông anh sao? Em cũng giả hết lại là không có chuyện gì xảy ra. Thì qua ngày sau thì anh hai cũng ngồi lại nói chuyện với lại hai vợ chồng. Nhưng mà mỗi lần gây lộn là xưng mày tao vậy đó hả? Dạ không, chỉ có một lần đó thôi, là tại vì em tức mình quá. Cứ đòi ẵm con đi nên lúc đó là em mới nói chuyện mày tao. Là từ đó giờ chỉ có một lần nhất đó là mới chuyện. Một lần thôi nó nghe mà đừng bao giờ nữa nghe. Dạ. Đừng có ỷ làm lớn không làm gì làm. Nói nè, còn vỡ mộng cái gì nữa không? Có anh, trời em ghen với Facebook luôn á. Tại sao mà anh? Khi mà giờ về tới nhà bỏ ra một cái lên máy tính chơi Facebook. Không phải đâu chị, biết gì không? Mà là hả dành vé vi tính với em để có cái mặt hình. Dạ. Ủa dạ. Chứ không phải là ghen đâu chị. Coi như là anh này thì dành vi tính mặt hình, còn em dành vi tính để lên Facebook. Dạ. Hai đứa dành lộn vậy đó. Rồi con sao? Dạ lúc đó là con đang ở chơi bà ngoại á, tại nhà kế bà ngoại. Có 100 mét à? Dẫn là đem về nội 100 mét. Trăm bước. Rồi nãy giờ là những câu chuyện về sự vỡ mộng của anh chồng với cô vợ. Vậy thì ngược lại, em vỡ mộng gì về anh này? Thì chỉ có vấn đề là rất là mê game. Trời ơi, mê game dữ luôn. Cũng vậy. Cái còn mê hơn vợ á. Bà này mê thằng Facebook, còn ông này mê con nhỏ game. Cái con game thì cũng như nhau thôi.
ngồi ở ngoài bấm game, xong rồi đi tắm, đi toilet, rồi xong rồi cũng đem cái game vô ngồi chổng chơi với nó. Cái thú đây. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi thì là em mong muốn đó là những điều gì? Bớt mê game lại, đừng có xem phim hoạt hình nữa, giống con nít quá. Còn em? Bớt hung dữ với em à, hung dữ lắm. Cứ hễ nói gì ra cái không đồng ý cái quýnh một cái trước khi nói. Có nghĩa là bớt bạo lực lại một xíu. Bây giờ á, chị hỏi thiệt em nè, có lúc nào mà em cảm thấy là em hối hận vì em đã lấy một cái người mà nhỏ hơn mình không? Tại vì nhiều khi nít quá nè. Dạ không, ảnh còn hơn nhiều người lớn tuổi hơn nữa chị. Ví dụ ảnh chững chạc lắm. Biết chăm sóc vợ con, biết quan tâm vợ con. Tại vì á, biết sao không? Tại vì cảm nhận được ở tụi em á, một cái tình cảm về nhau á, nó rất là dễ thương, rất là đẹp. Nó không hề có cái ranh giới giữa cái chuyện mà chênh lệch tuổi giữa hai người. Thì vợ em vẫn cảm nhận em một cái người đàn ông mà đúng nghĩa giống như là cổ muốn. Chỉ có đôi lúc á, nhiều khi em bỏ bê cổ trong cái việc mà em có những cái thú vui riêng của em, như là game, ghét, đồ này kia nọ. Nên nhiều khi cũng hơi bực mình vậy thôi. Cho nên nếu em muốn là vợ em bớt hung dữ, bớt bị trước khi nói á, thì là vì mình là người đàn ông, mình phải chủ động trước, mình phải bỏ những cái đó trước, thì tự động vợ em á sẽ bỏ cái em giữ. Thử ngay sau khi chương trình này hai bạn nên bớt đi nha. Em phải chứng tỏ em là người đàn ông gương mẫu nè, người đàn ông trụ cột của gia đình nè, bằng cách là những cái thú vui của mình á, mình hy sinh bỏ trước đi. Lúc đó em mới có lý do, em nói đó tôi bỏ rồi nha bà. Bà không bỏ lúc mà biết tay tôi, ví dụ rồi đó. Vợ chồng cùng bỏ nha. Ok, cảm ơn hai bạn. Chứ còn trong tưởng tượng của em thì em tưởng tượng cái đêm tân hôn nó ra làm sao? Tưởng tượng chắc không phải lãng mạn lắm. Được chồng ôm ấp hay là yêu thương, đùng cái đặt cái gối chính giữa em không biết sao hết. Em cũng quay mặt lại vào tường luôn. Em bị cấm rồi chị ạ, em bị cấm ôm gối ôm luôn rồi đó. Trời ơi. Thì em cấm luôn, không cho sử dụng gối ôm. Mà là bây giờ nãy giờ nói chuyện tối ý ghê luôn á, cứ là vô một cái cạch cái là vậy luôn đó, tới sáng. Rồi không làm gì hết. Không, mỗi đứa quay lưng lại. Rồi sao có bầu được? Từ ngày ra cái quyết định cấm xài gối ôm mới có bầu. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to hơn nữa để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào, mời hai bạn ngồi. Ngồi đi em. Cô dâu thì nhỏ nhắn xinh xinh, còn chú rể thì tròn tròn, mẩm mỉm, béo béo, nhìn như là chú mèo máy Doraemon. Thế hai bạn hãy giới thiệu về mình chút xíu như nào. Em tên là Nguyễn Dũng Phước, em năm nay 29 tuổi, hiện là nhân viên của làng trẻ em SOS. Sao? Chị đố em nè, cô dâu có một cái gì đó rất là lạ. Coi cô dâu sự mà nhạy bén của em như thế nào nè. Không, tôi là rất là dễ nhận ra được khi mà cô dâu chuẩn bị bước lên trên này, là tôi nhìn vào cái vòng hai của cô dâu. Không có một cái gì nó dễ thương mà nó gì nó gần gũi với tôi. Bởi vì sao? Vợ tôi đang mang bầu. Hay quá. Em đang ở tháng thứ mấy vậy? Dạ em đã 29 tuần rồi ạ. Rồi em tên gì? Em tên là Trần Thị Thu Trang. Em 26 tuổi. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng ạ. Bên lĩnh vực nào em? Dạ bên viễn thông ạ. Chắc là gọi điện thoại dính một cô viễn thông dễ thương quá cho nên cua luôn đúng không? Dạ không ạ. Tụi em quen nhau từ cái thời mà vợ em còn là sinh viên ạ. Đi làm thêm cho một cái nhà hàng quán ăn. Thế là tổ trưởng của vợ em là bạn thân của em dắt em vô quán giới thiệu với anh đây là lính của em. Em cũng không có để ý gì. Cho đến lần thứ hai ăn tân gia ở nhà người bạn thân đó, tụi em đang ngồi chơi thì bạn em nói là có khách tới. Thế là tụi em mới lui vào trong cho vợ em với nhóm bạn mới vào. Thì lúc đầu em ngồi vào trong thì em nghe nói ở đây bàn tán ăn các món như chim sẻ rồi này nọ rồi ngon lắm, hấp dẫn lắm. Tức là em không có nghỉ ngơi được, em mem vừa dọn đồ ăn ra là em phóng ra liền. Em đi tới rồi em đi lui, em đi tới rồi em đi lui. Thế là bạn của em kêu thôi ngồi chơi xuống chơi đi xuống đi. Khi mà thấy anh ấy đi tới đi lui vậy á, cái ấn tượng em sao? Mập mập xinh xến, áo hồng phấn, quần kẻ sọc, ham ăn. Trời ơi, ấn tượng về chồng em công nhận đặc biệt ghê. Nói nghe nè, có vẻ như em là một người rất đam mê ẩm thực, nói chung là khoái ăn đúng không? Dạ khoái ăn. Đáng lý ra em phải đi theo cái ngành ẩm thực chứ. Dạ, em cũng có đi học đầu bếp lúc trước nhưng mà bây giờ bỏ rồi. Tại vì là mình nấu mình không được ăn. Em bỏ, em đi ăn thôi, em không nấu nữa. Hai bạn lúc khi mà biết nhau rồi đó thì bao lâu hai bạn mới quyết định đám cưới? Dạ 2 năm rồi tụi em đi tới đám cưới. Tới đám cưới thì sao, vui không? Dạ vui lắm, chừng tụi em làm đúng vào ngày Noel luôn chị. Dạ. Đúng rồi, Noel và tổ chức về cả Nha Trang, cả Sài Gòn. Cái đêm đầu tiên á, thấy sao, cảm xúc như thế nào? Kỳ kỳ lắm anh.
Sau khi đám cưới ai cũng mệt đi về phòng. Hai vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ. Anh kêu chứ thôi mình đi ngủ nha vợ. Anh bê gối ôm ấy chị, đặt chính giữa giường của hai đứa. Xong quay lưng lại anh nằm ngủ. Em nghĩ chắc anh cũng mệt cho nên là chắc là có hành động như vậy. Đến tối hôm sau lại tiếp tục như thế. Em mới hỏi là cái này là thói quen của anh hay sao mà có cái sự mà phân chia. Tại vì là độc thân thì em cứ ôm em ngủ. Rồi đến khi có vợ về cái nó vẫn chưa quen. Dạ vẫn chưa quen, nhưng mà mình thương vợ, mình sợ cái tướng mình nó to, mình đụng vợ anh nặng cái mình để gom cho nó khỏi đụng vậy con. Ủa chứ còn trong tưởng tượng của em thì em tưởng tượng cái đêm tân hôn nó ra làm sao? Tưởng tượng chắc không phải lãng mạn lắm. Được chồng ôm ấp hay là yêu thương, đùng cái đặt cái gối chính giữa em không biết sao hết. Em cũng quay mặt lại vào tường luôn. Em bị cấm rồi chị ạ, em bị cấm ôm gối ôm luôn rồi đó. Trời ơi. Thì em cấm luôn, không cho sử dụng gối ôm. Nhưng mà là bây giờ nãy giờ nói chuyện tối ý ghê luôn á. Rất là vô một cái cạch cái là dậy luôn đó, tới sáng. Yeah. Rồi không làm gì hết. Không, mỗi đứa quay lưng lại. Rồi sao có bầu được? Từ ngày ra cái quốc lệnh cấm xài gối ôm mới có bầu. Tới giờ mình xài gối ôm không? Mới trở lại gần đây em có bầu thôi. Ủa nhưng mà tụi em là lấy nhau là được bao lâu rồi? Dạ, đến bây giờ là được 11 tháng ạ. Rồi, sau khi lấy về rồi em có phát hiện ở chồng em có cái điều gì đó nó khác thường so với cái lúc mà ổng là người yêu của mình? Khi quen thì em biết ảnh rất là mê là câu cá. Nhưng mà khi về rồi thì em mới biết được cái trải nghiệm đó. Hôm đấy là sinh nhật em. Anh có hẹn với bạn anh là đi câu cá. Trước đó một ngày anh có mua bông với lại mua bánh về tặng em. Hoành tráng lắm, em tưởng là cưới rồi mà vẫn còn ga lăng. Vui, sướng. Rồi sao? Rồi sau đó thì sáng hôm sau em đi làm. Anh nhắn tin nhắn chúc vợ sinh nhật vui vẻ. Chồng phải đi đây, vợ đừng buồn. Rồi đi luôn. Rồi đi luôn chị, ở nhà có một mình. Rồi lúc đó em cũng chấp nhận để cho đi vậy đó. Tại vì em đi rồi, anh ở nhà anh đi mà chị. Là chỉ gọi là thông về. Báo thôi. Không điện thoại gọi về. Dạ không, chỉ nhắn tin. Nhắn tin rồi đi thôi. Nhưng mà tại sao em không gọi điện thoại, em gọi về, lôi đầu về chứ? Tại lúc đó em cũng giận rồi. Dạ, không thèm em nói cũng nữa. Không thèm nhắn tin gọi điện gì hết. Đợt đó căng thẳng lắm. Em ra về Nha Trang em câu cá được ngoài biển, đâu có sóng, đâu có xiết gì đâu. Chứ không phải em khóa máy à? Dạ không, máy vẫn mở chị. Nhưng mà không gọi, đến khi vô bờ mới gọi. Thì gọi nhận được tin nhắn. Không có anh, mẹ con tôi vẫn sống tốt. Rồi em tối đó là em bắn xe đò em về. Rồi xong rồi một tuần lễ em làm trâu làm bò luôn á. Không cỡ nào người chịu nói chuyện với em á. Nghe nè, thường người ta nói là chim lồng cá chậu đúng không? Yeah. Chồng em mê câu cá. Vậy chồng em có mê chim không? 100%. Không cái nào mà thua cái nào hết á anh. Vậy đó. Chim còn hơn như hơn cá nữa. Nó mê sao mà mê. Lúc đầu thì nói với em là cho chồng nuôi một con chim thôi. Em cũng đồng ý. 2-3 hôm sau thêm một con nữa đi cho nó có bạn để nó hót cùng. Rồi bây giờ giết nhà em thành 12 con chim. Đó là chưa tính đến những cái lồng mà anh còn đi gửi. Bây giờ là 12 con chim. Dạ, ở trong nhà. Em chim nó có gì mà em mê dữ vậy cưng? Không, đam mê hồi ngày xưa thì cũng có nuôi, thì bây giờ mình thích. Em nuôi chim thì em có cái mục đích nữa, tại vì vợ em đang có bầu. Thứ nhất là cái vấn đề chăm sóc vợ và chăm sóc chim á, thì em đang tập từ chăm sóc chim để chuyển qua chăm sóc cho vợ. Tại vì chim á là mỗi sáng là mình phải phơi nắng cho chim, cho nên là kết hợp sau này vợ em có đẻ con á thì em phơi nắng con với chim chung thứ luôn. Rồi vợ em có chăm sóc chim cùng với em không? Trời ơi, em là bây giờ là cánh tay phụ của anh, mặc dù là em cũng không có ưa lắm. Lúc trước thì chưa nuôi chim, còn chăm sóc vợ, chở vợ đi ăn sáng. Còn bây giờ là bao nhiêu thời gian là dậy sớm để vệ sinh cho chim, chở chim lên cơ quan để tắm nắng. Nghe chim hót rồi hót theo chim luôn. Và có khi nào cũng vì con chim đó mà hai vợ chồng gây lộn nhau? Dạ có chứ anh. Anh mua 3-4 trái chuối để trên mặt bàn, em đi làm về em đói quá. Em ăn hết luôn. Anh đi về anh cứ tìm đồ trên bàn. Em mới hỏi anh tìm gì, anh kêu anh tìm mấy trái chuối anh vừa mua. Em kêu em vừa ăn hết rồi. Chị anh làm cái mặt cả đống. Không vậu mà tự nhiên mình hụt hẫng. Trái chuối mình mua mình để đó mình mua cho chim. Em đi ra chợ cái quay về mất tiêu mấy trái chuối. Thất vọng thôi chứ không có buồn gì hết. Còn phải trông mèo cho anh nữa. Em thì rất là thích nuôi mèo mà chim với mèo đâu có hợp nhau đâu chị. Nhìn thấy mèo một cái là chim nó bay như máy bay phản lực á. Vậy bây giờ ở nhà vẫn còn tồn tại hai con đó hả? Dạ chim mèo. Là thường em có cho vợ em được toàn quyền không, hay là khi nào em đồng ý vợ mới được đụng vô? Không có chị ơi, em nhìn thôi mà em cũng đã bị liếc. Con chim nó sợ, rất là sợ con người.
mình nhìn chim thì mình có một khoảng cách khoảng chừng 1 mét đi thì mình vẫn thấy được con chim nó hót. Em đâu có biết đâu. Con chim mà đứng đưa cái mặt sát vô cái lồng nhìn. Vậy mới nhìn rõ được lông của nó. Thì con chim nó hoảng quá nó nhảy. Mà nó hoảng quá thì phải 1 tuần lễ sau nó mới hót lại. Tức là em nhìn như vậy là con chim nó bị tổn thương. Thế lúc em rất là bức xúc. Nó làm biến mọi lắm. Bây giờ mình trở lại vấn đề là em có phát hiện gì ở vợ em có điều đó bất ngờ? Ngày xưa khi mà mới gặp nhau thì vợ em có giọng nói rất là ngọt ngào, êm dịu. Bởi vì em bị ấn tượng ngay từ cái giọng nói đầu tiên. Sau cuộc sống hôn nhân rồi, có một cái em không thích ở vợ em thôi. Lèm bèm. Không thích chồng làm cái gì là cứ lèm bèm cả ngày vậy đó. Vợ em á lèm bèm như thế nào đó, chị không có tưởng tượng được đó. Có một cái bài hát thôi là đâu? Nhai từ ngày này qua ngày nọ. Đâu bài sao? Ừ, đàn ông gì đâu mà nhiều chuyện bà cố luôn. Ở bên nhà người ta không có, người ta không biết mà sao mình ở đây mình biết rồi. Mà phát sóng từ nước ngoài cho tới Việt Nam cứ vậy không à, mà cứ lần nào em cũng nghe câu chuyện đó cho nên em thấy nó cũng vui thôi. Mỗi lần chọc vợ nói thì vợ cứ lèm bèm. Anh nghĩ là trong xóm của em chắc tên của từng gia đình chắc là chồng em biết nhiều hơn em nổi tiếng lắm anh, ai cũng biết hết á, từ đứa con nít nhỏ xíu đến người lớn. Em dạ. Lịch sự, em thích hòa đồng, tính em rất là hòa đồng. Dạ. Như vậy là chồng em có một cái đặc biệt vừa có tài ăn mà vừa có tài nói. Đó, đó. Hiếm tìm lắm chị ạ. 2 trong 1 luôn đó. Rồi cái gì bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì? Vậy là em muốn chồng em trước tiên là bớt mê chim, bớt tám lại và bớt đi câu cá để dành thời gian cho vợ con và gia đình. Còn ngược lại thì em muốn vợ em thay đổi gì? Chỉ thay đổi một chút xíu thôi, là lần sau có giận chồng thì cứ xối xả chửi hoặc là sai này sai nọ, nói chung là làm hành hạ gì cũng được nhưng mà đừng có im lặng. Tụi em mới cưới nhau được 11 tháng đúng không? Dạ. Là em bé được mấy tháng rồi ta? Dạ được 29 tuần là hơn 7 tháng. 20 là 7 tháng rồi đúng không? Chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Thì em nhắm xem giải quyết chim của em đi. Mà em bé ra đời cái là lông chim nè, rồi phân chim nè, rồi tất cả những cái gì mà thuộc về chim á, nó đều không tốt cho em bé hết trơn á. Mèo cũng vậy chứ không phải là chim không đó nghe. Đó là chị nói trước cái chuyện này hai chồng là đều phải tự động mà làm. Còn ngoài ra những cái mà em mong muốn ở chồng em thì chị thấy cái tài ăn nói gì cũng tốt á, thiệt á chứ không phải ai cũng có được đâu nha. Nhưng mà... bà con chòm xóm quý mến, nhiều khi sau này mình có chuyện gì á người ta còn giúp đỡ mình. Nhưng mà đừng có nhiều chuyện bà tám. Còn vợ á thì có cái gì thì em cứ nói, đừng để đoán ý. Thì đó chị nghĩ là cái nhỏ nhặt về hai chồng em có thể vượt qua được. Nhìn hai khuôn mặt là phúc hậu đều á. Thôi nói chung là rất là vui khi được gặp trò chuyện với hai vợ chồng bạn và chúc hai vợ chồng bạn lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc và chuẩn bị tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho một thành viên mới trong gia đình. Thôi thì thôi, chị cũng báo cho tụi em biết luôn là hôm nay chương trình đã tặng tụi em một cuốn album đó. Dạ. Và sau đây tụi em không phải lo lắng gì cái vấn đề mà cái thu nhập làm sao để chi tiêu để mình có được một cái album kỷ niệm cho cái cuộc đời của mình nữa. Và để bù đắp lại cái sự tủi thân của em thì với album đám cưới đó thì nói chung là riêng anh sẽ tặng cho hai em 2-3 tấm mà có sự xuất hiện của một cặp minh họa là Hồng Vân Quốc Thuận. Dạ. Cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Hai em có rung không? Dạ có, hồi hộp. Hồi hộp không? Dạ. Thấy cô dâu có rung không? Dạ cũng bình thường. Bình thường thôi đúng không? Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên Nguyễn Thanh Phương, hiện là nhân viên văn phòng, năm nay 31 tuổi. Thế còn em? Em là Hồ Thị Hải Yến, năm nay em 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thế ra hai bạn cơ duyên nào mà gặp nhau? Cái hồi mà em chở bạn em đi học quân sự, cô bạn mới nói em chở xuống đây ta giới thiệu cho mấy đứa bạn có lựa chọn đứa nào ta giới thiệu cho. Thế là em xuống thì em mới thấy vợ em có một cái điều đặc biệt. Lúc đó em để nói với cô bạn em là em chọn cô này. Tức là em nói là vợ em có điều đặc biệt cho nên em mới chọn vợ em. Dạ. Thì đặc biệt ở điểm nào? Thứ nhất thì trong đám bạn thì lại vợ em là người cao nhất. Rồi thứ hai nữa là cái chân mày ấy thì không biết sao em thấy lúc đó thấy dữ. Chân mày dữ dữ hả? Chân mày nó có dữ đâu ta? Dạ tại hồi đó em chắc mới điệu xong rồi tự cạo lông mày nó hơi lẹ một chút cho nên nó hơi sắc. Nhưng mà hơi sắc mà nhờ cái sắc đó mà có chồng đó. Dạ chắc vậy. Rồi cái thời gian cưa cẩm nhau như vậy á thì đến bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Dạ 3 tháng. Là 3 tháng. Dạ. Rồi bắt đầu mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi các bạn yêu nhau bao lâu á thì cưới nhau? Dạ 5 năm. 5 năm. Dạ. Trong thời gian 5 năm đó suôn sẻ không? Em cũng đòi chia tay nhiều lắm nhưng mà nhớ nhất là 2 đợt chia tay quyết định nhưng mà lại không được.
À, mà dạ. Cái vấn đề chia tay đó là lý do gì? Là lý do. Dạ, tại vì hồi đó nói chung là em thấy em với ảnh thì còn khó khăn á, em nghĩ em biết sau này lấy nhau về thì như thế nào. Em mới nói với chồng em là thôi mình chia tay đi. Vợ em đòi chia tay là vì vấn đề kinh tế, không thấy buồn không? Lúc đó kinh tế đúng khó khăn thật. Thì em mới nói này, hai mình cùng nhau hợp sức thì nó cũng lên thôi, từ từ, chứ mình cứ đòi một lần để nó giàu có lên thì đâu có được. Mãi xong cuối cùng vợ lại đồng ý, thế là quay lại. Ừ, nhưng mà cái lý do gì mà em lại sợ về vấn đề kinh tế? Ảnh thì nhà cũng có đông anh em, ừ. Anh là đầu, anh là cả. Em thì cũng là chị cả luôn. Em cũng sợ sau này nếu mà hai bên như vậy thì sẽ khó cho nhau. Trách nhiệm nó lớn quá, dạ. Phải không? Bây giờ coi như là bỏ qua những cái khó khăn đi. Thì đám cưới của bạn có diễn ra suôn sẻ. Cái khó khăn lớn nhất của bọn em lúc đó là kinh tế. Thì đám cưới là bọn em cũng phải đi vay mượn tiền mà. Thường thì đám cưới là phải tổ chức nè, đặt nhà hàng nè, rồi trước đó là phải đi chụp hình cưới nè. Dạ. Thì hai vợ chồng bạn chuẩn bị như thế nào? Em thì lúc đó em mới nói vợ đi, thôi giờ mình khó khăn quá, chụp tấm đẻ cộng thôi, chứ không phải chụp album gì á, giờ tiền đâu chụp album. Thì vợ cũng nói thì thôi khó khăn quá, chụp tấm thôi. Chụp con tấm cưới nó thiệt luôn vậy hả? Dạ, chụp đúng con tấm về rồi, treo cộng. Rồi rồi, sau khi đám cưới cho tới bây giờ các bạn có tổ chức một cái buổi nào để chụp lại không? Dạ cũng không ạ. Tức là hiện giờ là cưới được mấy năm? Dạ cưới được gần 3 năm. 5 năm yêu nhau rồi 3 năm sống chung với nhau mà chưa có cái album cưới. Dạ. Cái lúc đó em có thấy em buồn, em chạnh lòng không? Thì thực ra em cũng thấy tủi thân và tủi tới bây giờ luôn á, nghe kể lại cũng vẫn còn tủi. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy thì em cũng phải theo. Dạ. Mà chị hỏi thăm nè, tụi em làm nghề gì ha? Dạ em thì làm xuất nhập khẩu. Thu nhập khá không? Dạ thì cũng 7 triệu một tháng vậy. Ừ. Còn em? Dạ, em thì em làm nhân viên văn phòng cho một cái văn phòng luật sư. Dạ. Cái thu nhập được không? Dạ, thu nhập của em thì 8 triệu tháng. Vậy là bây giờ vợ chồng thu nhập cũng được rồi chứ ha? Dạ. Chứ tại sao tụi em chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ đi làm một cái album cưới trở lại? Em thì em cũng có nghĩ tới là vậy, nhưng mà tại vì bây giờ nếu mà làm cho đẹp thì cũng chắc cũng chưa tới khả năng, nhưng mà làm mà xấu thì cũng không thích, thôi để dành lúc nào mà làm được đẹp thì làm luôn. Trời ơi, nhưng mà lỡ đúng không mình hết đẹp thì sao? Đó là giờ con em cũng đang còn nhỏ nên là thôi đợi nó lớn phải chụp chung. Nắm nó chụp chung luôn đúng không? Dạ. Ồ, vậy là con được dạ 20 tháng rồi. À 20 tháng à. Thôi thì thôi, chị cũng báo cho tụi em biết luôn là hôm nay chương trình đã tặng tụi em một cuốn album đó. Dạ. Và sau đây tụi em không phải lo lắng gì cái vấn đề mà cái thu nhập làm sao để chi tiêu để mình có được một cái album kỷ niệm cho cái cuộc đời của mình nữa. Và, đúng không? Và để bù đắp lại cái sự tủi thân của em thì với album đám cưới đó thì nói chung là riêng anh sẽ tặng cho hai em 2-3 tấm mà có sự xuất hiện của một cặp minh họa là Hồng Vân Quốc Thuận. Dạ. Em cảm ơn. Rồi, bây giờ vui quá, giờ phải kể chuyện vui. Bây giờ kể chuyện vui ha. Đúng rồi. Bây giờ để nha, về rồi em có phát hiện ở chồng em có cái gì đó có hiền không? Có hiền không? Dạ thì anh thì không phải là dữ, nhưng mà nói chung là không có để tâm gì đến vợ con hết. Ham chơi, ham đá banh rồi. Còn vợ con đâu thì anh kệ. Đi làm về em, vợ hoặc là bạn bè rủ đi banh đi liền. Cho nên nhiều khi vợ cũng nói giờ. Thực ra em thì em cũng không có quản lý chuyện đó lắm. Nhưng mà để ý ra vợ con muốn cái gì. Chẳng hạn như khi vợ có bầu đi, lên tìm hiểu coi nếu mà trong thời gian có bầu thì vợ cần những gì. Không có con á, thì cũng còn nhỏ thì mình phải tìm hiểu cái con nó cần cái gì, mình cần dạy bảo những cái gì. Anh cũng không có để tâm gì đó, về ở nhà là chơi với con một tí, chán rồi lại thôi lại đi nghỉ, anh mệt cho em nghỉ chứ. Rồi em để tâm cái gì? Em thì em thích chồng em quan tâm ở ngoài đường á. Ngoài đường là quan tâm cái gì? Ngoài đường chẳng hạn như trời chưa dựng xe kịp đâu về tới nhà, trời anh thấy tai nạn nó ghê quá. Rồi thấy nhỏ nó đi ra đường mặc đồ gì kỳ cục, mặt ngắn rồi thở rồi. Nhưng mà nấy là thuộc dạng là quan tâm xã hội. Dạ. Rồi ngoài ra thì còn có gì không? Dạ chồng em thì có hơi chút gia trưởng, chẳng hạn như là đi chợ nấu ăn không phải là chuyện của đàn ông, em cũng phải làm hết rồi. Thì em nghĩ là thời ở nhà thì bố mẹ vậy, bố thì làm những cái việc ngoài, còn mẹ thì lo việc bếp núc vì chợ búa. Em thì em thấy quen cái việc truyền thống à. Quen. Nhưng mà lúc mà vợ em nấu nướng hay là đi chợ thì con ai trông? Có ông ngoại bà ngoại trông.
Bây giờ vẫn vậy luôn. Nói chung là em chưa huấn luyện được chồng em. Chồng huấn luyện hả? Thường là gia trưởng á, thì mới là huấn luyện vợ. Còn ở đây thì mát cho chồng là chồng gia trưởng, nhưng mà vợ thì buộc miệng nói câu là em chưa kịp huấn luyện chồng em. Cuối cùng ở nhà em là ai kèo trên, ai kèo dưới? Dạ, em thấy giống như em thì trên một tí, nhưng mà trên cũng không làm được gì hết chị. Đâu cũng vào đó rồi, em nói nhiều cũng vậy thôi. Ông này gia trưởng, còn bên này mà tổ trưởng. Vợ em trên tí là trên sao? À, thì em thấy thì thôi, những cái đó là của vợ làm, mình đâu có làm gì, mình đi làm việc ở ngoài thôi. Cái, xong rồi vợ thì lại không thích chuyện vậy, nó lại cằn nhằn. Vợ em cũng đi làm ngoài vậy? Em cũng biết là vậy, nhưng mà xong rồi vợ cứ cằn nhằn thì nó, thôi mình cố làm cho nó qua loa. Làm kiểu như làm chỗ qua chuyện vậy. Nhưng mà có nóng tính, có cọc tính không? Dạ không, em thì vợ em á. À, vợ em thì thôi, mỗi lần hai vợ chồng mà có gì mà cái là quăng đồ liền, có lần quăng cái kính, xong rồi có lần quăng luôn cái điện thoại. Mà may quá điện thoại em là bảo vệ trước rồi, nó hư. Em nóng tính lắm hả? Chị thấy vợ em thì bình thường thì nó bình thường, nhưng mà tới lúc cãi nhau lên lại quạo. Quạo xong rồi quăng đồ, mà có gì tay quăng liền à. Nói những lúc đó thì em sao? Thì em lại lượm lại, quăng xong em đi lượm lại. Rồi bây giờ em mong muốn thay đổi chồng em á, thì em muốn điều gì nhất? Để vợ con một chút, đừng có để ngoài đường nhiều quá. Còn em? Em thì em thấy vợ em thì cũng ok, nhưng mà em chỉ khuyên vợ em là nên mình nói chứ, nhiều khi mình nóng đồ đạc mình phải giữ lại chứ. Tự nhiên mình quăng đi, tự nhiên mình phải mua lại tốn tiền bộ. Có nghĩa là phải biết giữ của chung, với lại bớt cằn nhằn lại. Chị nghĩ vậy nè em, thực ra ở cái thời đại này á, cái chuyện mà người đàn ông mà đi siêu thị nè, hay là đi mua những cái gì mà cần thiết cho gia đình mình hoặc cho bản thân mình, nó là điều bình thường lắm rồi. Bỏ suy nghĩ ra đi, cái đó chị em thấy, những người đó dễ thương á chị. Dễ thương vô cùng. Em ước ao vậy đó. Xin giới thiệu với em, chợ gần nhà anh, bà bán cá, bà bán tôm, bà bán rau, bà nào cũng biết tên anh. Vì anh đi rõ mặt, nhưng anh đi chợ thường xuyên, anh thấy bình thường lắm đó. Và rất là vui. Đó thì chị muốn nói cái điều đó là như vậy nè. Em đừng nghĩ rằng đàn ông mà làm những việc của phụ nữ là kỳ cục, không có đâu. Bây giờ cái người đàn ông văn minh hiện đại là những người mà phải biết làm tất cả những cái việc mà phụ nữ họ làm, thậm chí làm còn giỏi hơn những người phụ nữ nữa. Thì chị nghĩ rằng em nên thay đổi cái suy nghĩ đó của mình. Còn ngược lại, chồng em muốn em là đừng đập đồ là cái điều đó cũng quá chính xác luôn. Tại vì đã không có đủ tiền làm cái album rồi, đúng không? Tự dưng bây giờ đi đập đồ rồi ói tiền nó mua nữa. Có những cái không thể nào mà không mua được, đúng không em? Dạ. Như điện thoại hay chén đũa gì buộc lòng phải mua. Thì tại sao mình lại làm cái điều như vậy, rồi lỡ con mình nó thấy cái hình ảnh đó, mốt nó bắt chước nữa, cả nhà thi nhau đập đồ chết luôn à, đúng không? Dạ. Rồi thôi, đừng đập đồ nữa, hứa đi. Vợ em hứa bớt đập đồ thì em cũng hứa luôn là em bỏ cái tư tưởng là gia trưởng đi. Em phải là một người đàn ông văn minh hiện đại, hiểu không? Hai chồng hứa đi, xong cái ôm nhau một cái, hôn nhau một cái. Qua chương trình này thì với lại qua sự góp ý của chị Hồng Vân, Quốc Thuận, thì em nghĩ em sẽ thay đổi được cái mong muốn của vợ. Đó, thấy chưa? Đó. Một lời hứa. Còn em là... Dạ, em cũng hứa là em sẽ cố kiềm chế, sẽ nói với chồng nhẹ nhàng hơn. Rồi và tuyệt đập đối đồ, đúng rồi, và tuyệt đối không đập đồ. Rồi, và dạ, anh cũng hứa là chút nữa anh với chị Hồng Vân sẽ minh họa cho cái album cưới cho em. Dạ. Xin mời. Ôm nhau cái coi. Sống không? Ồ, trời ơi, xin cảm ơn hai bạn. Vậy đó, vậy tại sao lúc mà giới thiệu cô này thì em lại chịu? Dạ, tại vì á, là giờ em chưa chịu. Mới đầu tiên là quen nhau, gặp nhau á, là giới thiệu trên Facebook. Đăng ký trên Facebook á, tuổi á, là 26. Nhưng mà lúc mà gặp mà nói chuyện điện thoại á, y như là 14 tuổi vậy. Làm cho em có sự tò mò, em muốn gặp liền, sao kỳ ấy. Cái giọng 14 tuổi là nó khác với giọng 26 đó nha. Dạ, giờ em biểu diễn đâu, cái giọng sao đó. Nói thử coi. Dạ, tại vì là em dạy mầm non. Dạ, nên là mỗi lần mà em nói chuyện là cứ dạ em nghe nè anh nói, ủa em nói thiệt là em bao nhiêu tuổi vậy? Em nói, dạ em 26. Em đừng có giỡn em nha. Xong rồi giọng em như cái đứa con nít vậy. Thôi mà em 26 tuổi. Mà em gặp vợ em ngoài đời là em có sốc không? Tại vợ em quá đẹp. Dạ sốc. Gặp sốc liền. Trời, sao ăn mặc như đám cưới vậy? Ủa vậy đó. Dạ tại vì là em hơi điệu một xíu xíu thôi. Nên là khi mà lần đầu tiên anh đi gặp, nên là em muốn tạo ấn tượng. Mà hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau vậy đó. Dạ.
Xong em nhìn cách trời táo quả luôn. Mặc một cái quần tà lỏn, đi đôi dép lò bẹp bẹp vậy mà cao thùng. Em nghĩ là chắc là đường tôi đi được ông đi rồi. Đúng rồi. Xạo quá đúng không? Yeah. Sao ngày em nói em thấy chạy coi bụng được có thể tiến tới, cái em bắt đầu thay đồ bánh lên liền, thay đổi lại đúng như là con người của em. Coi như đồ bánh là đồ bánh. Lần thứ nhì gặp lần là mặc gì? Đồ bánh. Mặc đồ bánh. Cảm xúc là... sao? Thích liền. Dễ thương quá vậy. Rồi quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Ôi một cặp vợ chồng rất đẹp đôi. Dạ, vợ chồng em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả xem truyền hình. Rồi, em giới thiệu về em đi. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Nguyễn Quốc Thanh, năm nay 30 tuổi, hiện đang làm kỹ sư thiết kế chip điện tử, đang làm việc, sống và làm việc ở Singapore. Có nghĩa là em ở bên đó em làm việc rồi lâu lâu mới về. Dạ. Vì rất là thích chương trình này nên là tối hôm qua chồng em mới bay về đây. Em có đi qua bên đó ở theo chồng không? Dạ không, em ở đây ạ. Ở đây em tên là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, em là giáo viên mầm non và năm nay em 27 tuổi. Thì trước tiên trò chuyện các bạn thì xin đại diện chương trình trước tiên là cảm ơn về sự xuất hiện của hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Vậy là cái chương trình là do em đăng ký phải không? Dạ, em thích chương trình này rất là lâu rồi mà em tìm cách đăng ký mà không biết làm sao hết. Cái em lên em tìm fanpage. Vậy á. Rồi lúc mà em đề nghị với chồng em tham gia chương trình thì chồng em có đồng ý liền không? Cái công việc bên chồng em rất là bận rộn, rất là khó để xin về, nhưng mà em thích quá. Thế là chồng em phải chịu em. Dạ. Vậy đó hả? Tại vì chồng em không có được nghỉ thứ hai, thứ ba, thứ tư nên là đi về để qua chương trình rồi qua lại. Đi qua lại. Thế mà cơ duyên nào tụi em gặp nhau vậy? Tụi em được làm mai, cô hiệu trưởng là bạn thân của cô ruột của chồng em á. Thấy em cứ đi về về mình á, lúc đó em mới chia tay, mà bạn chồng em chia tay lâu rồi mà không chịu quen ai hết á. Cái cạo trong lớp đầu. Trời ơi. Biết sao tại không? Sao tôi té là bởi vì cái cạo đầu của tôi thấy là không ổn rồi đó. Cái chiêu này hơi bị độc á ha. Độc nghe. Sao vậy em xem không chịu quen ai mà em phải dùng cái chiêu đó để mà né quen. Tại vì lúc đầu á nhà em thấy em chia tay thành ra buồn. Thành ra muốn giới thiệu nhiều bạn gái cho em. Thích mà giới thiệu em ghét hơn. Vậy đó, vậy tại sao lúc mà giới thiệu cô này thì em lại chịu? Dạ tại vì á là giờ em chưa. Mới đầu tiên là quen nhau gặp nhau á là giới thiệu trên Facebook, đăng ký trên Facebook á tuổi á là 26, nhưng mà lúc mà gặp mà nói chuyện điện thoại á y như là 14 tuổi vậy. Làm cho em có sự tò mò, em muốn gặp liền. Kỳ ấy. Cái giọng 14 tuổi là nó khác với giọng 26 lắm nha. Dạ, giờ em biểu diễn đâu cái giọng em, sao em nói thử, anh nói thử coi. Dạ tại vì là em dạy mầm non. Dạ nên là mỗi lần mà em nói chuyện là cứ dạ em nghe nè anh nói ô em nói thiệt là em bao nhiêu tuổi vậy? Dạ em 26. Em đừng có giỡn anh nha. Xong mà giọng em như cái đứa con nít vậy. Thôi mà em 26 tuổi. Dạ. Nghe điện thoại xong đấy. Chà, gặp có bộ. Được rồi nha. Dạ. Tính là thích tò mò. Đúng rồi. Hẹn một cái đi cà phê. Rồi xong cái hôm mà gặp nhau ở cà phê là em có bị sốc không? Dạ em sốc chồng em toàn tập. Ủa? Dạ tại vì là em nhìn hình trên Facebook rất là đẹp trai. Rồi cái tính em cũng thích trai đẹp chút. Cho nên là khi mà hẹn cà phê thì ảnh đến nhà em, ảnh đón em. Xong nhìn cách trời táo quả luôn. Mặc một cái quần tà lỏn, đi đôi dép lò bẹp bẹp vậy mà cao thùng. Đúng rồi, tóc mọc chưa? Đúng rồi, em mọc tóc rồi. Còn nhưng cái cảm xúc của em với vợ sao? Cảm xúc đầu tiên của em là vợ em chơi chiêu với em. Hai mươi mấy tuổi mà nói chuyện nhân nít. Cái em mới chơi chiêu lại. Tại nhà ông nội em có chiếc mobilet đó, em đi mobilet mặc xà lỏn. Xà lỏn. Dạ. Như là lái xe ôm vậy đó. Em tới gặp vợ em. Nhưng mà em gặp vợ em ngoài đời là em có sốc không? Tại vợ em quá đẹp. Dạ sốc. Gặp sốc liền. Trời sao ăn mặc như đám cưới vậy? Ủa vậy đó. Dạ. Dạ tại vì là em hơi điệu một xíu xíu thôi. Nên là khi mà lần đầu tiên em đi gặp nên là em muốn tạo ấn tượng mà hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau vậy đó. Dạ cho nên là khi mà đi uống cà phê ai cũng nhìn hai đứa hết. Mà lúc đó anh hỏi thiệt nghe, tâm lý của em lúc đó là em muốn chạy ngay về nhà để mà em thay cái simi không? Dạ không. Không. Dạ em lỡ đi thì vậy là em đi luôn. Rồi vô trong cà phê rồi như nào? Em nghĩ là chắc là đường tôi đi được ông đi rồi. Đúng rồi. Xạo quá đúng không? Dạ. Yeah. Sao ngày em nói em thấy chạy coi bụng được có thể tiến tới, cái em bắt đầu thay đồ bánh lên liền, thay đổi lại đúng như là con người của em. Coi như đồ bánh là đồ bánh. Lần thứ nhì gặp lần là thứ mặc gì? Đồ bánh. Mặc đồ bánh. Cảm xúc sao? Thích liền. Dễ thương quá vậy.
họ thích liền như vậy thì à, cái cuộc mà theo đuổi của hai bạn diễn ra trong bao lâu thì hai bạn mới đi đến đám cưới? 3 tháng. Trời, 3 tháng là đám nói. À. Dạ. Xí xí, tức là lúc đó là em đã làm việc ở Singapore chưa? Dạ chưa. À chưa phải không? Dạ. Chứ không là 3 tháng mà đi đi về về sạc nghiệp luôn á, đúng không? Dạ. Việt Nam, đúng chưa? Ủa như vậy hai bạn đã lấy nhau bao lâu? Hơn 14 tháng mấy ngày. À, vậy thì cái đám cưới của các em diễn ra có suôn sẻ không? Dạ, đám cưới của tụi em thì được gia đình bên vợ, gia đình bên nhà em giúp đỡ rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà do tụi em thích kinh doanh riêng. À, kinh doanh riêng là sao? Là em có đầu tư một số tiền mua bất động sản. Và lúc đó là hai vợ chồng em phải chuẩn bị tiền để đám cưới, cho nên phải số tiền để mà mua đó là quá lớn, cho nên là hai tụi em phải đi vay mượn ngân hàng mà giấu ở nhà chồng, cho nên là khi mà tổ chức đám cưới xong thì hai đứa em muốn méo mặt luôn. Đã mượn ngân hàng nhiều không? Dạ, dạ nhiều. Cũng nhiều. Nói đi, đừng giấu. 500 triệu để làm đám cưới hay là 500 triệu để làm để cái công việc nhà để mua đất đai? Bây giờ 500 triệu đó trả nợ hết chưa? Gần tại gần. Vì chồng em đi qua bên kia làm việc thì cũng trang trải được nhiều thứ. Tôi mong rằng là sau chương trình này thì hai vợ chồng bạn sẽ thăng tiến hơn nữa, công việc tốt hơn nữa để mà mau chóng trả hết nợ. Cảm ơn chị. Bây giờ cưới về rồi 7 tháng sau chồng em thì qua bên kia làm việc. Vậy thì vợ chồng của hai bạn cuộc sống nó như thế nào? Em khóc hoài tại em nhớ chồng á, nên là đêm nào em cũng khóc tới 2-3 giờ sáng mới đi ngủ, mà em nói dối rồi mà. Vậy nói dối chồng là không khóc á? Dạ. Chắc nói chuyện với nhau qua webcam rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Em thấy giờ em khóc là em lo, em làm được. Giờ em hay nói dối, không sao đâu. Em là ở đây là dưới bên ba mẹ? Dạ em ở đây với ba mẹ chồng. Ở chung với ba mẹ dạ, chồng? Dạ em ở chung, chung với ba mẹ chồng. Ờ, rồi cái khó khăn của em á, có không khi mà ở chung với ba mẹ chồng mà không có chồng bên cạnh? Chỉ có cái là tối về em ngủ một mình, em ngủ không có được. Từ ngày chồng em đi em mất ngủ tới giờ này. Trời đất, mất ngủ mà còn đẹp dữ vậy đó hả? Dạ. Ôi ngủ đầy đủ chắc đẹp dữ nữa hả? Đó là nhớ chồng, xa hơi chồng như là dạ. không ngủ được dạ. Thì ăn được không? Không. Ba chồng em nói là ba gọi điện thoại và ba mét 48 kg, xong rồi về em kiểm tra lại còn có 43 kg. Trời ơi, xuống gì tới 5 kg dữ vậy, tội nghiệp quá à. Thì thực ra bây giờ cuộc sống của các bạn chắc các bạn cũng không có phát hiện gì mà nó dễ sợ sau cái hôn nhân đúng không? Để có ở gần nhau đâu phát hiện. Có nhiều cái dễ sợ không chị? À vậy phát hả? Hiện hả? Dạ. Trời, hay vậy? Kể đi. Phát hiện là những tính xấu của nhau. Không giờ, trời ơi. Bây giờ người nào Xuân Phong kể trước. Em kể trước. Vợ em á có nhiều tính xấu lắm, nhưng mà em kể ra 2-3 cái nổi bật nhất. Thứ nhất á là hay chụp hình tự sướng. Đi đám ma cũng chụp hình tự sướng. Trời ơi. Trời, người ta có chuyện buồn mà ngồi chụp hình tự sướng mà cười. Dạ. Trời, nhất là đi đám chưa. Giống anh Bin vậy. Dạ. Chưa hết. Đi xem kịch của chị hình Hồng Vân về chụp hình tự sướng bằng chân, về cũng bắt trước kẹp cái điện thoại vô chân chụp hình. Cái thứ hai hay cười hô hố. Ồ chết cha, sao em nói chị vậy? Đây nhà em á, ông bà nội cũng lớn rồi, ông bà nội là hơn 80 rồi. Mỗi lần mà vợ em coi phim hài á là cười hô hố lên. Mà già cười hô hố thì bị tim chết á. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, thứ ba là hay mổ đầu, tức là vợ em có cái răng khểnh như đây nè. Mà nó ngứa, nó biết ngứa hay sao á, gặp cái gì á cũng mổ hết á. Trời ơi. Mổ có khi sưng cục lên đầu em phải đi mổ. Mổ đầu em hả? Mổ đầu em nè. Nghĩa là ngứa nú răng khểnh là mổ vậy hả? Trời ơi, cũng may không phải vợ tôi. Mổ chắc nghiêng chắc lủng oát luôn. Tại vì người ta có tóc, người ta còn có lông đền. Tôi mổ cái giống lủng oát luôn à. Còn ổng, ổng thì sao? Chồng em á, đi nhà vệ sinh á chị. Chồng em mỗi lần đi nhà vệ sinh là vô đó ngồi nửa tiếng. Hỏi chi vậy anh? Hôm chứ làm gì vậy? Dạ lấy điện thoại chơi game, phải chơi hết màn rồi mới đi ra, chứ chưa hết màn ngủ trong chơi hoài á. Dạ. Trời ơi, cảm giác nó thi vị lắm em. Thứ hai nữa, ăn cơm á chị, đàn ông gì đâu mà ăn cơm phải từ 1.5 tiếng tới 2 tiếng cho lên nè. Có bữa chứ em đi làm về mệt rồi, 2 vợ chồng cùng ăn cơm, em ăn xong em lên nhà em tắm rửa rồi em xuống em dọn dẹp sơ rồi á, nửa chén cơm chưa xong nữa, xong đó trời ơi chắc em phải đẻ con đấy, em đút 2 tay 2 cho con luôn đi cho rồi, bực quá chịu không nổi. Dạ. Không mà cái đó nghề của em mà. Dạ đúng rồi. Để còn gì nữa không? Hay tắm trắng. Có bắt em tắm theo không? Dạ bắt em tắm giùm. Tắm giùm hả? Dạ. Nghĩa là mua dược liệu. Mua dược liệu về xong về bắt em tắm đúng không? Dạ. Phía sau lưng á tắm được á. Cái ê chồng ơi chồng, ra phụ vợ kỳ lưng chứ mà. Mỗi lần vô tắm á, cái mùi á
nó khai là khai. Mà tắm trong trong phòng đúng không? Tắm phòng vệ sinh. Phải còn gì nữa không? Dạ còn. Mỗi lần chồng em đi đường á, em rất là bực bội. Em thì là một đứa rất là nhanh, làm gì cũng muốn nhanh 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 cho xong. Còn chồng em là cứ từ từ vậy. Ví dụ như là nhìn thấy chưa có tới đèn vàng, nó sắp xỉ đèn vàng thôi cũng khắn lại vậy nè. Các em nói trời giọt giọt. Chồng em nói thôi không được đâu. Bởi vậy nên là mỗi lần leo lên xe là hai vợ chồng cãi nhau vì cái vụ mà đèn xanh đèn đỏ hoài. Thực ra bây giờ mặc dù đã có để lễ cưới, đã có tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà bởi vì cái địa lý xa nhau nhiều á, đâm ra nó vẫn giống như là hồi còn đáng yêu. Đáng yêu á chị. Vẫn còn phải khát khao đợi chờ rồi thấp thỏm nhớ mong đó. Đúng rồi chị. Cho nên hiện giờ thời gian này nó vẫn còn đang rất là đẹp. Dạ. Như những cái mà các bạn kể xấu về nhau á là những cái nó cũng rất là dễ thương. Nhưng mà sau này em yên tâm đi, khi nào có con tự động mấy cái đó hết liền à. Không có thời gian để cho vợ em nhõng nhẽo kiểu đó đâu, là phải chăm con rồi. Dạ. Em yên tâm điều đó. Bây giờ nó lại là một cái thi vị, cái đáng yêu của vợ đúng không? Em có muốn vợ em thay đổi điều đó không? Không muốn vợ thay đổi. Thấy chưa? Rất là dễ thương. Còn em có muốn chồng em thay đổi cái gì không? Đi vệ sinh thì đi nhanh một chút xíu, hoặc là ăn cơm ăn nhanh một chút xíu. Tại lúc nào em cũng đợi chồng em muốn ngủ gục luôn à. Dạ. Sau này có con phải tự động phải làm điều đó hết à. Dạ. Với cặp vợ chồng của các bạn á, thì không biết nói gì hơn là chỉ biết chúc các bạn là sớm đoàn viên với nhau, rồi sẽ có em bé để mà cô vợ sẽ bớt đi cái nhõng nhẽo một chút, anh chồng thì nhanh nhẹn lên một chút, để sẽ có một gia đình thật là hạnh phúc. Đám cưới, trong cái đêm đám cưới, ông đêm tân hôn chứ hả chị? Đêm tân hôn hai chồng có gì vui, có gì bỡ ngỡ, có gì rụt rè không? Đêm tân hôn em là người đàn ông mà, cho nên mình chủ động mình tìm hiểu trước cái việc đó. Không, em xin nói trước là không có đêm tân hôn, bọn em chỉ có chiều tân hôn. Chiều buổi chiều luôn à? Là có nghĩa buổi trưa làm lễ cưới xong thì buổi chiều bọn em không chịu được, cho nên là thôi. Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Bây giờ xin mời hai vợ chồng bạn hãy giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuấn Dương. Công việc của em là em làm công an. Công an. Vâng, em 27 tuổi. Dương 27 tuổi. Còn em? Dạ, còn em là Như Phụng. Dạ, em làm kế toán và năm nay em 25 tuổi. Quen nhau trong trường hợp nào? Em làm chung với một chị mà chị này á, là bạn thân của anh. Thì chị thấy cả hai thì chưa có người yêu cho nên muốn giới thiệu em với anh đến với nhau á. Thì cứ mỗi lần mà chị up cái gì lên Facebook á, chị đều tag cả hai vợ chồng vô hết á. Lúc đó thì em không có để ý tới chồng nhiều lắm. Tại vì em không có thích mà làm mai làm mối, thích là tự nhiên đến thôi. Thế rồi lúc đó thì em cũng rất là tò mò, không hiểu tại sao cô bạn của mình lại cứ tag cô bé này vào. Thì cũng tò mò, em cũng tìm hiểu, thì xem hình thì thấy cũng dễ thương, nhắn. Cho nên là thôi thì một buổi tối rảnh cái là em quyết định là online và lướt vào cái trang Facebook của vợ. Thì em thấy bất cứ một tấm hình nào em đều like hết. Like hết. Và coi như là sáng hôm sau vợ mở Facebook và thấy là lúc đó em thấy rất là nhiều cái thông báo thì toàn mở ra thì thấy toàn là cái Dương Nguyễn like hình của mình không à. Thì mình cũng thấy, mình suy nghĩ trong đầu chứ không biết anh này làm công an hay là làm khủng bố lai nữa. Thì lúc đó là biết anh này là công an rồi. Dạ, lúc đó là biết công an rồi. Nhưng mà thấy cũng hơi là lạ cho nên là với vô phay của anh coi thử. Thì thấy thích thôi chứ không phải là có tình cảm gì hết. Tại vì thấy anh cao quá, không có hợp với mình. Cao là cao, dáng cao. Dạ, dáng cao á. À vậy đó hả? Tại vì em so ra với chồng rất là nhỏ. Cho nên em không thích mấy người cao, thích mấy người vừa thôi. Đó, lúc đầu không phải là hình mẫu của vợ. Vợ là có một cái hình mẫu đó là chính, đó là nhìn thư sinh, phải có kiến, còn lúc nào mặc sơ vin, đẹp trai đó. Em gần giống cái mẫu đó mà. Lúc đó em không em có nhìn chồng bụi lắm. Vậy hả? Vậy muốn luyện sao hay quá vậy? Bây giờ là y như là cái tiêu chuẩn mà em đề ra. Mặt rất là thư sinh, thiếu có cái mắt kiến thôi. Hình mẫu của em đó. Nói chung là hai vợ chồng nhờ tác qua tác lại và cuối cùng mới tác hợp nhau. Bao lâu tụi em gặp nhau ngoài đời? Thì khoảng một tuần thôi à. Tức là lúc đó chị An cũng tạo cơ hội cho hai đứa gặp. Chị chuyển chỗ ở đó thì nhờ cả hai bên tới phụ để mà chuyển đồ đó. Thì đó là lần đầu tiên gặp chồng. Ví dụ gặp nhau lần đầu tiên chắc chắn là em là người có ấn tượng rất tốt với cô này đúng không? Vâng, lúc gặp thì em có một cái ấn tượng đó là
Trời, cô bé này sao mà thấp dữ vậy? Coi khúc à, đứng có tới vai à. Cái em mới nghĩ trời, sau này mà sao mà hôn được. Trời ơi, nghĩ ngay luôn. Đó là suy nghĩ lúc đầu của em. Thì sau đó thì do công việc thì em quan sát thì thấy ở cô bé này tuy nhỏ nhắn mà cũng có vẻ lanh lẹ, siêng năng, cái gì cũng xông xáo làm. Cái là thôi em mới suy nghĩ em đầu, không sao hết, này thấp kệ đi, mình khắc phục được. Chứ còn nếu mà mình cảm thấy hợp được thì mình cứ làm quen, quen thử xem sao, không có gì hết. Còn em sao? Ấn tượng với chồng là sao mà đẹp trai quá à, đẹp hơn cái đồng hình nữa. Vậy á. Cái là em thích liền luôn. À, thích liền luôn, bỏ qua cái chiều cao luôn. Thích liền nghĩa luôn. Là, nghĩa là bây giờ trong cái cuộc gặp gỡ này, ai thích ai trước? Em nghĩ là chỉ cả hai. Cả hai cùng thích nhau. À, với em ấn tượng là gì? Thấp thấp anh bất chấp, đúng không? Lúc đó em nghĩ là không sao, em người ta hay có cái câu chân ngắn nhưng mà đầm thắm dễ thương. À, cho nên là em cũng thấy được, thôi làm quen đi. Thì cho đến lúc các bạn cưới nhau thì khoảng trong bao lâu? Dạ khoảng 7 tháng. Lúc đó là lúc mà cưới nhau thì mọi người cũng có hỏi là sao lại gấp như vậy á, thời gian cũng ngắn. Nhưng mà chồng thì... Thật chung là trong thời gian quen thì tất nhiên bọn em cũng có sự đánh đo qua lại. Rồi trong quá trình yêu thì lúc nào cũng có cái sự mâu thuẫn và hai người cũng chia tay cũng vài lần. Và sau đó thì cũng lại làm lành với nhau. Thì cứ sau mỗi lần vậy cãi vã thì bọn em lại rút ra kinh nghiệm. Dạ. Rồi đám cưới, trong cái đêm đám cưới, ông đêm tân hôn chứ hả chị? Đêm tân hôn, hai chồng có gì vui, có gì bỡ ngỡ, có gì rụt rè không? Đêm tân hôn em là người đàn ông mà, cho nên mình chủ động mình tìm hiểu trước cái việc đó. Không, em xin nói trước là không có đêm tân hôn, bọn em chỉ có chiều tân hôn. Chiều buổi chiều luôn hả? Là có nghĩa buổi trưa làm lễ cưới xong thì buổi chiều bọn em không chịu được cho nên là thôi. Dạ. Thế hai bạn lấy nhau bao lâu? Dạ tụi em lấy nhau được 7 tháng rồi. Rồi sau 7 tháng chung sống với nhau thì em có vỡ mộng gì ở đấng ông chồng này không? Dạ vỡ mộng thì cũng đến nỗi nhưng mà rất là thất vọng. Sao vậy? Dù gì? Tại vì chồng em á rất là gia trưởng, tới thời bây giờ rồi mà chồng cứ bắt em phải làm việc nhà rất là nhiều. Rồi cứ phải giặt đồ. Mà giặt đồ lúc trước khi mà em có gia đình á thì một tuần em giặt có một lần thôi. Còn bây giờ chồng bắt em là một mỗi ngày phải giặt. Em không em thấy rất là áp lực, không thích như vậy. Tính em thì nó muốn gọn gàng, cái gì đâu vào đó thì em cũng có thói quen là ngày nào xong rồi mình kết luôn. Để mình đi hôm sau mình khỏi phải dồn, mỗi lần dồn nó mệt lắm. Cái em thúc giục với vợ mà cuối cùng vợ không nghe, nhiều lúc em cũng to tiếng. Nhưng mà cuối cùng vợ không có làm thì cũng phải chịu thôi. Rồi nói chung vợ em khi mà cưới về rồi mới biết vợ em khá là biến. Dạ con. Dạ con. Rồi sao nó dưng? Đi làm về thì ai cũng mệt mỏi, thì vợ chồng mới cưới mà thì cố gắng một bữa cơm. Nhưng mà vợ thôi lười nấu cơm, nó ra ngoài ăn đi. Em thì lúc nào cũng đồ ăn thì có sẵn rồi xuống nấu. Em cứ kêu vợ ơi xuống nấu đi, kêu em mệt lắm. Mà cuối cùng làm gì đâu, nằm trên giường bật điện thoại rồi online. Tại vì em không có thích, mà càng nhắc thì em càng thích chống đối, không thích làm như vậy đó. Không được. Rồi ngoài làm biến ra còn gì không? Có cái tật đó là rất là tò mò. Khi mà yêu nhau thì ai cũng có một cái quá khứ, thì mình tìm hiểu mức độ thôi. Thì để đỡ phải biết nhiều, đỡ phải suy nghĩ. Nhưng mà vợ em cũng rất là tò mò, tìm hiểu. Và khi biết những cái chuyện gì đó không hay trong quá khứ thì vợ em lại giận. Giận rồi ghen hả? Dạ. Vẫn còn ghen. Dạ. Dạ. Mà ghen cái quá khứ của em thì lúc nào cũng thuyết phục quá khứ thì qua rồi. Nhưng mà sao em lại phải tò mò như vậy? Cực, cực lắm. Tại sao phải tò mò? Cái này giống như là bản năng của em rồi, em không thay đổi được. Chứ không phải là em chồng em có một cú phốt gì với em? Không, thật sự mà nói chồng em không có làm gì hết á. Chỉ có là em tự lên Facebook của anh, rồi tự vô mấy cái Zalo với Viber, em tự coi lại mấy cái trước đây của chồng. Ồ vậy đó hả? Rồi xong rồi tự ghen ngược vậy đó hả? Dạ. những lần đó rất là căng thẳng, tại vì cái này không phải là thực tế của mình nên mình không biết phải giải thích như thế nào ấy. Cho nên thôi cứ để vợ dặn đi, dặn cho nguôi đi rồi lại rồi thôi. Trong quản lý kinh tế thì hai vợ chồng ai là người nắm cái quyền đó? Em là người giữ tiền nhưng mà chồng là người lên kế hoạch chi tiêu, bắt em phải làm theo. Thì cũng đơn giản, tại vì bọn em trước giờ là sống gia đình cho nên là chi tiêu trong gia đình là không có đụng chạm gì tới. Trong khi em thì cũng tự lập lâu rồi cho nên em biết cách cái gì đó chi tiêu. Một người giữ và một người chi tiêu, vậy có khi nào cãi vã nhau về cái chuyện không? Dạ cãi nhau thường xuyên luôn. Cụ thể cái lần cãi vã gần đây nhất? Dạ gần đây nhất hay là cái lúc mà chuẩn bị quà sắp tới Tết đó, là tụi em chuẩn bị quà cho hai bên gia đình á. Lúc này thì chồng lại muốn mua nhiều hơn em, nhưng em thấy nó không có cần thiết thì chồng cứ bắt là phải mua cho bằng được.
Tết thì lâu lâu mới có một lần, thì mình biếu người này mình biếu người kia một tí, mình vừa lấy tình cảm mà mình vừa duy trì các mối quan hệ. Thì còn vợ em thì lại kêu thôi cái đó người ta lâu quá không có gặp mà mình tặng làm cái gì mất công quá, cũng tốn nữa, thôi mình tập trung một cái khác đi. Đó bao giờ mà gây nhau vì cái chuyện mà em sắm sửa quần áo cho riêng em không? Dạ có, tại vì em thích hay coi đồ cho nên mua hàng online. Dạ em thích coi mua hàng á, thì em coi xong em thấy cái váy đẹp quá, mua về giấu không cho em biết, mà trước đó là em đã từng dọa rồi. Kiểu em mà cứ mua đồ online như vậy anh sẽ giận đó nha. Anh là người giữ tiền đó nha. Mà cuối cùng là vẫn cứ lén lén mua, thì bị nhiều lần mua nhưng mà không có được như ý đó. Cho nên là em rút kinh nghiệm, cái gì em thích thì anh chở em đi. Trong cái chuyện mà chi tiêu tiền bạc như vậy á, em có bị sốc không? Dạ cũng có sốc, chính của em thì cũng thoải mái quen rồi, không có thích bị kiểm soát như vậy. Cứ như là mình thích làm gì thì mình cứ làm thôi, mà chồng thì sống theo một cái cách đề nếp. Em là sống theo một cái khuôn mẫu. Khuôn mẫu cho nên nhiều lúc thấy giật. Nghề nghiệp mà đúng không? Dạ. Vậy thì có khi nào em nghĩ là bây giờ mình phải chấp nhận một cái cuộc sống mà chồng mình đã định hướng ra như vậy không? Em đã quen chưa? Dạ em vẫn còn chưa quen lắm. Chưa nhưng quen. Mà chắc chắn là phải cố gắng đi cho phù hợp. Em sẽ là cố gắng theo cái định hướng của chồng, hay là em muốn chồng á là sẽ nhiễm theo cái mà cái cách sống của em, cái suy nghĩ của em? Em muốn cả hai luôn. Thế bây giờ nếu như cho em một cái điều mà em mong mỏi chồng em thay đổi thì điều đó là điều gì? Em mong mỏi chồng em là bớt siêng năng một chút. Chồng em siêng năng quá, mà giả sử như có siêng năng thì thôi siêng năng mình đi, đừng có lôi kéo vợ theo. Ủa là sao? Là sao anh chưa hiểu? Có nghĩa là chồng em cứ thích làm việc nhà nè, cứ bắt em phải làm theo như vậy, thì chồng thích thì thôi chồng cứ làm một mình. Em chỉ nghĩ là gia đình mình ở thì có hai vợ chồng thôi, anh làm một chút em làm một chút, thì san sẻ công việc làm chung cho nhau cho vui, cho nên nhiều lúc cãi vã cãi em. Dạ. Thế còn điều gì nữa không? Chồng em bớt vô tâm, không có suy nghĩ tới vợ mình như thế nào hết trơn á. Tức là thích đi đá bóng, đi xong rồi là không có còn quan tâm là vợ đi về bản gì hết, tại vì tụi em đi làm mình đi chung một xe á. Chị hỏi nè, lúc mà em lấy vợ về á, là em có phải dạy vợ em quán xuyến gia đình hoặc làm những công việc trong gia đình hết không? Dạ. Hay là vợ em đã là một người rất là đảm đang rồi? Vợ em trước á là sống chung gia đình cho nên không phải đụng chạm tới mấy cái đó nhiều. Bây giờ là cuộc sống tự lập gia đình rồi, cho nên vợ vẫn giữ cái nếp cũ là không có làm gì nhiều á, hoặc là có làm thì làm lơi thôi. Cho nên nhiều lúc em phải nói vợ chịu khó giặt đồ đi. Giặt đồ bằng máy giặt thì nó đơn giản mà. Giặt bằng tay. Cái gì? Giặt bằng tay đó anh. Tao cho bạch bằng máy giặt đâu. Không cho giặt bằng máy giặt, lý do? Cứ nói là lao động là vinh quang. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói đó. Tại vì con bắt là mỗi ngày phải giặt đó, em đâu chịu đâu. Em chống đối, em phản đối tới cùng. Bây giờ còn không? Bây giờ là bắt 2 ngày dậy một giặt một lần. Nhà có máy giặt không? Dạ không, không có cho mua. Tại vì lý do thì tại vợ chồng cũng mới mà, về kinh tế thì cũng có chưa được ổn định lắm. Nếu mà mua thì phải mất một khoản rất là lớn, trong khi có nhiều khoản cần mình phải lo á. Cho nên em nghĩ là từ từ mua. Còn cái việc giặt đồ thì em nghĩ là cũng là chuyện nhỏ thôi. Nếu mà vợ không giặt thì em giặt thôi, không có gì. Mà nhiều lúc chồng giặt xong á là không đấu cho em ngồi yên đâu, bắt em đi lau nhà. Em xòe bàn tay em thôi. Bàn tay này giặt hoài nó sẽ bị hư da tay. Không em làm rồi. Bây giờ có hai vợ chồng thôi mà thử hai bộ đồ xong mà đi giặt bằng cái máy giặt thì nó rất là vô lý. Mà quần áo của mình không phải cái nào cũng giặt máy giặt được. Nếu em mặc đồ jean nhiều á thì em mặc cái máy giặt. Chứ còn những cái đồ mỏng manh như này, như nó ví dụ như vậy, em giặt bằng tay mà nếu như mỗi ngày mỗi giặt nó rất là nhanh. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì không? Cái thứ nhất là vợ bớt kiếm, làm xiên thêm một tí. Một cái nữa đó là em muốn vợ bớt tò mò. Biết thì biết chút ít thôi, chứ mỗi lần mà vợ mà biết sâu, biết nhiều quá thì lại xảy ra chuyện. Dạ. Còn em muốn chồng em thay đổi sao? Dạ, chồng em bớt gia trưởng, bớt khó chịu nữa. Cứ mỗi lần mà vợ không chịu làm gì thì thôi từ từ vợ làm, chứ đừng có nhăn nhó. Rồi đừng có làm xong rồi kể công. Ủa nhưng mà trước khi em lấy chồng em biết chồng là công an rồi mà đúng không? Dạ em biết chồng là công an, nhưng mà em thấy trước khi cưới là màu hồng mà sau khi cưới sau là màu đen á. Vậy đó hả? Dữ vậy đó. Dạ. Hả? Sốc hả? Dạ sốc. Bây giờ bớt sốc chưa? Dạ cũng đỡ rồi, nhưng mà khi mà cái ngành của chồng á thì sau khi cưới xong em cũng biết thêm là cứ phải đi trực thường xuyên á. Đúng rồi. Giờ giấc nó không có được như người khác á, em thấy thiệt thòi quá. Cứ mỗi lần mà được cái kỳ nghỉ lễ Tết á thì người ta được đi chơi, còn em cứ ở nhà, với còn chồng thì đi trực. Chị thấy hai em cố gắng giảm đi một chút,
bạn này cố gắng nâng lên một chút thì là cái sự hòa hợp của tụi em nó sẽ nó sẽ hoàn hảo hơn. Tại vì đúng là bây giờ cô bé này nhìn vậy chứ mà thấy nhỏ xíu à, cái từ cái tư tưởng như cách nói chuyện tới cái nhân dáng là thấy nhỏ lắm, mặc dù thua em có 2 tuổi. Em lại chững chạc hơn rất là nhiều. Thì em cứ tưởng tượng vợ em á là nít đi, rồi bắt đầu em sẽ dạy từ từ. Thì chị nghĩ là như vậy thì từ từ vợ em sẽ thấy ra được một cái điều rằng á là mình phải nên như thế, bởi vì bây giờ mình là một người phụ nữ của gia đình. Nè. Hả? Dạ. Rồi. Được không? Em nghĩ là được. Rồi. Được không? Rồi. Cảm ơn anh chị. Coi như là phút tới 8-9 rồi. Em tiêu rồi. Nó là mất quá tam đúng không? 4 lần rồi, coi như là đầu hàng luôn. Chơi cái chiều cuối thử, viết cho cổ cái mail. Tới đây là ngưng, không theo đuổi cô nữa. Nguyên cả buổi ngày hôm đó em không làm được gì hết. Mở mail ra thì em thấy là Phượng ơi, thì trước từ xưa tới giờ thì hai em Vi cũng thấy là hai đứa mình cũng khá hợp nhau. Nhưng mà qua sau mấy năm trời thì Vi cảm thấy là có vẻ hai đứa mình cũng không có thể nào cùng chung chí hướng. Tính của Phượng thì mưa nắng thất thường quá, và lại có vẻ hơi kiêu căng quá, cho nên hai đứa mình không có hợp nhau. Cho nên thôi hãy cứ là bộ ba hoàn hảo. Tại thực tế em với bạn em và có một cô bạn thân nữa là bộ ba hoàn hảo. Thì lúc mà đọc xong cái email như vậy thì một cảm giác em thấy là hụt hẫng, cảm giác như là mình đang mất cái gì đó. Thì em cảm thấy rất là bối rối, khó chịu và hụt hẫng. Và lúc đó em mới viết email lại. Thì em mới bảo là Vi có coi chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim không? Nếu bây giờ Phượng xin đáp tài xế một tấm vé thì Vi có đồng ý về với Phượng không? Xong em rồi, cảm ơn em. Biệt danh là Vi lùng, cũng lùng mà xíu à, mà đen nữa, mà xấu, mà có 10 mấy ký à. Bối rối, khó chịu, hụt hẫng. Muốn làm là phải làm cho được. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai bạn. Giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thiện Vi. Năm nay em 29 tuổi. Dạ, em đang là thiết kế. Thế còn em? Dạ, em là Thu Phượng, em 29 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh. Thế là thấy hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Lần đầu tiên em gặp là em ấn tượng liền. Là hồi đó là con nhỏ xíu à, mà đen nữa, mà xấu, mà có 10 mấy ký à. Mười mấy ký hả? Vậy là gặp lúc nhỏ xíu hả? Dạ, dạ em gặp hồi 91. 91. 91 có nghĩa lúc em bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. À, có nghĩa là mấy đứa hàng xóm. Dạ. Mười mấy ký hàng gì, 5 hàng tuổi. Là hai bạn học chung lớp, lớp 1. Dạ. Ở lớp mẫu giáo chứ. Dạ, chung lớp 1. Gì 5 tuổi mà làm gì lớp 1? Như hồi đó dưới quê hình 5 tuổi. 5 tuổi quê rồi vậy. Lớp 1. Dạ. Rồi thực tế em thấy ảnh cũng có khác gì em đâu. Biệt danh là Vi lùng, cũng lùng và cũng y chang em à. Chưa gì là hai bạn đã chặt chém nhau rồi. Hai bạn mà gọi là từ cùng từ thiếu niên mà đi lên mà rành nhau quá rồi. Cho nên bây giờ là chặt cỡ nào cũng chặt được đúng không? Dạ. Rồi, rồi ai là người để ý ai trước? Cấp 2 thì tụi em vẫn học chung trường. Thì vẫn nhỏ, vẫn đen, nhưng mà học giỏi, thần tượng cái học giỏi thôi. Dạ. Sau qua cấp 3 thì hai tụi em lại chung lớp. Khi đó bắt đầu là có vẻ là trổ mã rồi, cũng xinh xắn hơn chút. Nhưng mà cũng chưa ấn tượng gì hết. Chưa ấn tượng luôn? Dạ, chưa ấn tượng. Nhưng mà sau đó thì lên đại học, hai đứa lên Sài Gòn hết. Em mới bắt đầu để ý. Còn Phượng thì sao? Dạ, lúc đó thì em cũng không có ấn tượng với bạn này. Vì thực tế là học chung lớp và ngang ngang. Cho nên thành ra thấy giống như con nít vậy. Đầu tóc nó để nó chôm chôm, nó chỉ lên. Nói chung là nhìn rất là ghê. Dạ. Rồi, em để ý Phượng vậy thì có đánh một cái tín hiệu gì cho Phượng biết là mình để ý khổ không? Tấn công thì mất hết gần 3 năm, tới 4 lần tỏ tình. 4 lần tỏ tình. Thất bại luôn. Dạ, thất bại hết. Một lần là mình tỏ tình trực tiếp luôn, 3 lần mình nhắn tin. Ủa mà sao em từ chối gì mà tới 4 lần dữ vậy? Dạ thì cái tâm lý của em á là em quyết định là yêu là cưới. Với lại em có suy nghĩ là phải quen những người hoặc cưới những người nào lớn hơn để hiểu ý mình hơn, rồi chiều chuộng mình hơn. Còn những bạn học thì cảm thấy giống như tính cách nó trẻ con. Cho nên thành ra em cứ lờ và làm bạn thân thôi là được rồi. Cuối cùng thì sao mà em lại đồng ý làm bạn gái của anh? Coi như là phút tới 8-9 rồi. Người ta nói là mất quá tam đúng không? 4 lần rồi, coi như là đầu hàng luôn. Chơi cái chiều cuối thử, viết cho cổ cái mail. Tới đây là ngưng, không theo đuổi cô nữa. Nguyên cả buổi ngày hôm đó em không làm được gì hết. Mở mail ra thì em thấy là Phượng ơi, thì trước từ xưa tới giờ thì hai em Vi cũng thấy là hai đứa mình cũng khá hợp nhau. Nhưng mà qua sau mấy năm trời thì Vi cảm thấy là có vẻ hai đứa mình cũng không có thể nào cùng chung chí hướng. Tính của Phượng thì mưa nắng thất thường quá, và lại có vẻ hơi kiêu căng quá. Cho nên hai đứa mình không có hợp nhau. Cho nên thôi hãy cứ là bộ ba hoàn hảo. Tại thực tế em với bạn em và có một cô bạn thân nữa
là bộ ba hoàn hảo. Thì lúc mà đọc xong cái email như vậy thì một cảm giác em thấy là hụt hẫng, cảm giác như là mình đang mất cái gì đó. Thì em cảm thấy rất là bối rối, khó chịu và hụt hẫng. Và lúc đó em mới viết email lại. Thì em mới bảo là Vi có coi chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim không? Nếu bây giờ Phượng xin đáp tài xế một tấm vé thì Vi có đồng ý về với Phượng không? Xong em... Rồi trong cái chuyện mà hôn nhân của hai bạn đó thì có trơn tru không? Cũng gặp một cái trục trặc đầu tiên đó là ba chồng thấy hai đứa cùng tuổi, ba nói không có hợp tuổi và ba không cho cưới. Không cho cưới thì Vi làm như thế nào để cho ba chấp nhận? Cũng thực tình ra là vợ em là nhỏ hơn em một tuổi nên cuối cùng là đưa cái đó ra nữa. Rồi nói tới nói lui rồi chứng minh hiện đại khoa học này nọ thì bố đồng ý. Rồi sau khi cưới á, em có phát hiện ở vợ em có một cái gì đó thay đổi không? Dạ có. Nhiều thay đổi khá là trầm trọng á. Trầm trọng? Dạ. Điển hình. Cái lúc mà trước khi yêu này nọ mê tín là không có. Mà sau khi cưới nhau về là bắt đầu đi coi bói. Là vợ em? Dạ. Đi coi bói thì bà thầy bói bà nói là nhà của bà chỉ cúng kiến rồi xua đuổi này nọ rồi á, thì vợ em cũng làm theo. Thì sau đó rồi bắt đầu tối là bắt đầu ám ảnh luôn. Cứ nửa đêm mà có vấn đề gì là lâu em dậy. Đúng. Nhà thì sáng trưng hết. Đi đâu đi như nhà nhỏ gì cũng chồng ơi đi hết. Thì cái vấn đề đó cuối cùng làm hai tụi em căng thẳng gần hơn nửa năm. Vì cái vấn đề mê tín bây giờ thôi mà căng thẳng hơn nữa. Tại vì mình mất ngủ rồi cứ suốt ngày nói chuyện ma. Sao em lại bị như vậy? Khi bữa đó em về ha, em sợ quá cho nên là lúc đó là không thể nào mà thức dậy mà em đi là... được. Dạ. Coi như là cho nên là lúc đó luôn luôn bật điện nhà bếp lúc nào cũng sáng trưng và lúc nào là anh anh cũng phải đi theo. Dạ, đi và đi phải đứng canh chừng. Dạ, đứng canh chừng xong rồi mới đi vô. Mà em có sợ ma không? Dạ không. Tại em rồi. Đâu có tin ma đâu. Ma sợ ông này cho nên lúc đó là em không dám ở nhà một mình. Còn ngoài chuyện đó ra thì vợ em còn tật xấu gì không? Có cái bệnh hay nôn nao. Nôn nao cái gì? Dạ, tức là có vấn đề gì đó mà bắt đầu thích hay là để ý rồi á, là muốn làm á là phải làm cho được. Ví dụ như bữa lên tham gia chương trình á, cổ con nôn nao một đêm không biết mình sẽ nói cái gì rồi nó gặp nó có như thế nào không. Một đêm đó hai vợ chồng lại mất ngủ. Còn chồng em thì sao? Chồng em á thì cách nói chuyện á nhiều khi em không thích, nhiều khi không có cảm giác như là không có tôn trọng em lắm. Nói chuyện không có thiếu chủ ngữ, dù thay vì phải nói là nhẹ nhàng em ơi làm cái này cái kia thì em thích. Là có một lần là em nghe anh nói chuyện với ba, em nghe xưng em là nó, lúc đó là em giận luôn. Tại vì cái lúc mà nói chuyện với ba, ba lại hỏi là vợ con nó đang làm gì. Đó, thì mình thẳng miệng nói luôn là nó đang rửa chén. Đó, thì từ đó có một lần đó thôi mà cô giận là giận tới giờ luôn. Mà dạ. Giờ con kêu bằng nói đâu. Dạ không, có đó là lỡ miệng thôi. Đó là bị liệu theo ba. Bị liệu. Đó là cố tình. Đúng không? Rồi giờ thí dụ thay đổi thì em muốn chồng em thay đổi cái gì? Anh thấy tâm lý với em hơn chút. Những đêm mà em có cần gì mà nói chuyện với ảnh thì ảnh lắng nghe em thêm một xíu. Em cũng có một cái là thường hay nói chuyện về đêm với ảnh, tối đi ngủ thì em mới nhớ ra. Thì lúc đó em phải cần ảnh để em giải quyết cái vấn đề đó. Thì ảnh lại cứ buồn ngủ. Rồi còn chồng muốn vợ thay đổi cái gì? Không có đi coi bói nữa. Tại vì coi bói rồi về cái tâm lý nó bất ổn. Thì người cũng sợ ma lắm mà cũng mê phim ma. Rồi cũng coi rồi cũng ám ảnh rồi tối lại mất ngủ rồi này nọ. Trời ơi, bây giờ... mất ngủ rồi lại lôi chồng ra nói chuyện. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường là em lôi chồng em dậy lúc mấy giờ đêm để mà nói chuyện? Thường đi ngủ là 11 giờ đến 11 rưỡi. Nói chung là em không ngủ được thì em phải nói cho bằng được cái vấn đề mà em đang nói. Trời thì dù ảnh nói vừa ngủ, ảnh thì dễ ngủ hơn em. Em thì có việc gì mà vấn đề ban ngày thì ban tối em lại suy nghĩ. Bệnh nôn nao. Cái đó là kêu bằng bệnh nôn nao hả? Chị mới biết cái bệnh đó đó. Bệnh nôn nao. Nếu mà gọi đúng ra là tính nôn tính. Thế ngoài ra thì em còn mong muốn vợ em thay đổi điều gì nữa không? Dạ cái vụ mà nói nhiều. Nói nhiều về đêm á, nói nhiều ban ngày mình nghe cũng dễ. Nhưng mà nói chuyện về đêm không, mà lúc đi ngủ là bắt đầu anh ơi em nói cái này, nói xong rồi mình đi ngủ, bắt đầu đi ngủ rồi thì cổ tiếp tục thiệp hai. Anh ơi còn cái này nữa, rồi còn cái chót. Giờ chị chỉ em nè, trước khi em đi ngủ phải không? Em nói, Cưng ơi, bây giờ á anh chuẩn bị đi ngủ rồi. Cưng có điều gì muốn nói với anh á, Cưng nói cho anh nghe đi. Ha, rồi á coi nếu mà để vợ em muốn nói, vậy thôi ha, giờ anh đi ngủ nha. Đừng kêu anh dậy nữa nha. Mấy lần cũng tuần lễ vậy đó. Đó là em luyện cái tâm lý với vợ đó. Còn em á, ví dụ nửa đêm á, mà em nhớ trực ra gì em ghi vô giấy đi. Sáng mai nói. Thôi em sợ ma lắm, em không có lỡ đi ra rồi. Nhưng mà tại vì em đi coi bói hoài đó. Em bị tâm lý đó. Thì đó thì hai cái đó thì
thì tụi em tự san sẻ cho nhau được rồi. Chứ bây giờ nè, biết nhau từ hồi 5 tuổi nè, tới lớn luôn, quen nhau mấy chục năm như vậy thì coi như mình rành nhau quá rồi. Mình đã đến được với nhau rồi á, mình phải giữ nhau cho tới cuối đời luôn. Chứ đừng có để những cái chuyện gì khắc khẩu, những cái mà thói quen mà nó bị chinh nhau đó. Đúng không? Mà mình gây lộn rồi đâm ra nó uổng phí đi. Đây là một cái tình cảm rất là đẹp. Nói thiệt luôn á. Thanh Mai Trúc Mã hả chị? Thanh Mai Trúc Mã đó. Xin chúc cho cặp Thanh Mai Trúc Mã này sẽ hạnh phúc cho đến ngày răng long đầu chọc lóc.